Vị chủ nhân của bộ sưu tập búp bê gần 1 tỷ đồng này là nhà thiết kế thời trang thân Nguyễn An Kha. Anh chia sẻ, bộ sưu tập búp bê vừa là sở thích nhưng cũng là để phục vụ công việc thiết kế. Qua những hình ảnh mẫu búp bê này, anh có thể tìm được nguồn cảm hứng sáng tác. An Kha đã phải mất 4 năm từ những ngày còn là một sinh viên ngành thời trang để có được bộ sưu tập lên đến 200 búp bê đủ loại này. Trong đó phần lớn là búp bê Baby và Bon Jon Doi và chủ yếu đều được nhập từ nước ngoài về. Trong đó có những con búp bê đến 6 tháng sau mới về đến Việt Nam kể từ khi anh đặt mua. Chào các bạn, đây là con búp bê mà mình yêu thích nhất. Khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về cái sưu tập mà búp bê có khớp nói với nhau á, thì con này là con đầu tiên mà mình đặt mua. Cái khuôn mặt của nó có chiều sâu. Mình nhìn mình cảm thấy nó có hồn hơn những con búp bê khác. Hầu hết búp bê với khuôn mặt đã được make up cùng trang phục, phụ kiện kèm theo trong bộ sưu tập này đều do An Kha tự mày mò. Thiết kế dựa trên những cảm hứng và kiến thức về thời trang của mình, cũng bởi đam mê thời trang nên anh cũng không giữ bộ sưu tập riêng cho riêng mình mà thường mở cửa để cho du khách ghé thăm. Qua đó có thể lắng nghe trực tiếp những nhận xét của khách tham quan về những bộ trang phục mà anh thiết kế và dễ dàng nhận ra xu hướng quan tâm đặc biệt của các tín đồ thời trang. Ở Sài Gòn thì em chưa bao giờ thấy được bộ sưu tập búp bê như thế này. Nhà thiết kế trẻ và cũng là chuyên gia trang điểm Phạm Anh Quân cũng là một trong những tín đồ búp bê. Anh chia sẻ, đây là nơi anh thường xuyên ghé tới để ngắm nghía những bộ sưu tập búp bê mới thường xuyên được đưa từ nước ngoài về. Từ đó có thể hình dung ra cách trang điểm sao cho người mẫu thật của mình đẹp và phù hợp với bộ trang phục nhất. Bộ sưu tập của bạn Kha là một tài sản vô cùng quý giá. Mà không chỉ mình mà tất cả những người yêu búp bê ở Sài Gòn này đều rất là trân trọng bộ sưu tập này. Bởi vì nó là tổng hợp những giá trị rất đẹp mà bất kỳ ai cũng muốn có. Mỗi cái búp bê thì Kha đều trang bị cho một bộ trang phục và phụ kiện rất đẹp. Thì chính vì bộ trang phục như vậy thì cảm hứng cho mình trang điểm lại cái búp bê đó nó lại càng nâng cao hơn. Tuy vậy để có được bộ sưu tập này, chủ nhân của nó cũng phải chi ra khoản chi phí không phải ai cũng đủ can đảm để bỏ ra. Bởi có những con búp bê khi đặt mua về chỉ ở dạng body, chưa tính bất kể phụ kiện gì cũng có giá lên đến cả hàng nghìn đô la Mỹ. Chưa kể sau đó là thời gian, công sức, chi phí bỏ ra để hoàn thiện những bộ cánh với tiêu chí đẹp, độc cũng không phải là điều dễ dàng. Không ít búp bê ở đây cũng đã từng được tham dự các triển lãm búp bê quốc sự, 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 các triển lãm búp bê quốc sự. Đi ăn chơi gì đó thì cái thời gian đó mình sẽ dành cho gia đình và cho cái thú vui đi của mình thì nó vừa là thú vui mà nó vừa giúp ích cho công việc chính của mình á. Thành ra là người ta nói cái câu là giống như là mình chọn cái ngành nghề nào mình yêu thích thì suốt cả đời mình không phải làm việc. Phần lớn những ai quan tâm đến phong cách của nhà thiết kế trẻ này đều cho rằng những bộ trang phục của An Kha đều thể hiện khu thời trang hiện đại, sang trọng và tinh tế. Và có lẽ bộ sưu tập búp bê chính là cảm hứng để nhà thiết kế trẻ sáng tác nên những bộ trang phục này. Một con búp bê cũng giống như một người mẫu. Bạn có thể bạn thao tác trên trển về cái trang phục, make up này nọ, thậm chí những bộ trang phục ngoài đời thật chưa chắc đã làm được, nhưng mà có thể làm trên mô hình búp bê được. Thì cái sự thăng hoa về nghệ thuật ở trong đó là một cái sự rất là mở rộng. Ngoài thiết kế thời trang, thân Nguyễn An Kha cũng là một chuyên gia trang điểm có tiếng. Anh đã từng đoạt giải nhì cúp cây cọ vàng trang điểm toàn quốc năm 2010, giải ba make up Alpha tại Seoul, Hàn Quốc năm 2011. Hiện anh chàng đa di năng này còn đang tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực nhiếp ảnh, cũng như bộ sưu tập búp bê đáng giá, tất cả đều sẽ ít nhiều bổ trợ cho công việc thiết kế của anh.
Còn các bạn thì sao? Nếu có một thú vui, một đam mê, hãy biến nó thành yếu tố chắp cánh cho những điều bạn thực sự mong muốn hướng đến trong tương lai và hãy theo đuổi đam mê của mình đến cùng như anh chàng An Kha này nhé. Chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ không phụ lòng các bạn.